Sau một tuần nghị án, dự kiến sáng sủa mai ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ tuyên phạt 5 cán bộ trong vụ gian lộ điểm thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh này. Trước đó, trong 5 ngày diễn ra phiên xử từ 14-18 tháng 10 năm 2019, dựa trên cơ sở tấn công giá chứng cứ và cục bộ nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 8-9 năm tù, bị cáo Vũ Trọng Lương 7-8 năm tù giam. Các bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cùng mức án từ 2-2, 5 năm tù, bị cáo Phạm Văn Khuôn 1-1, 5 năm, nhưng cho hưởng tù treo. Về hình phạt ngã sung, vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong ngành giáo dục từ 1-2 năm. Bà Vũ Thị Thanh Nga, người giữ quyền công tố, nêu quan điểm, hành vi tội trạng của các bị cáo được dư luận khác lạ quan tâm, đã xâm hại hoạt động đúng mực của cơ quan nhà nước. Việc gian lộ trong thi cử làm mất sự vô tư xóm hội, ảnh hưởng đến chất lượng ngành giáo dục, gây thành tựu khác lạ nghiêm trọng. Trong vụ án này, các bị cáo là những người có đủ trình độ trách nhiệm hình sự, có chức vụ và quyền hạn và công tác nhiều năm, ăn hiểu rõ lao lý, quy chế của ngành đã đề ra nên đáng lẽ, các bị cáo phải gương mẫu. Công tố viên Vũ Thị Thanh Nga, ảnh Hoàng Anh. Đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, Viện Kiểm sát có đủ cơ sở kết luận hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất với nhau để nâng điểm môn trắc nghiệm cho các thí sinh. Dù bị cáo Hoài không trực tiếp can thiệp sửa thành tựu bài thi nhưng Hoài đã đưa danh sách 93 thí sinh cần nâng điểm cho Lương. Ngoài ra, Vũ Trọng Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh. Một mình bị cáo Lương thao tác trên máy tính để sửa thành tựu bài làm của thí sinh. Vị phó trưởng phòng khảo thí đã sửa thành tựu bài làm của 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Quá trình điều tra và tại tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi tội trạng do lợi dụng kẽ hở của ứng dụng chấm thi tốt nghiệp. Hai bị cáo cũng như phụ huynh, người thân thí sinh đều khai việc nhờ nâng điểm do quen biết thân thiết, không hữu dụng ích vật chất gì để sửa điểm. Do đó, Viện Kiểm sát nhận thấy không có căn cứ để chứng minh các bị cáo nhận tiền, tài sản hay bất cứ lợi ích vật chất nào trong vụ án. Không đủ cơ sở pháp lý kết luận hai bị cáo có động cơ vụ lợi. Trong phần được nói lời sau cùng, các bị cáo Hoài, Lương, Dung và Khung đều bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi về những sai phạm mình gây ra. Tất cả đều mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, cộng đồng. Riêng bị cáo Triệu Thị Chính phản đối cáo trạng truy tố bà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, lao lý tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Nữ bị cáo phát biểu rằng, từ khi xảy ra vụ việc, là một nhà giáo bà cực kỳ đau xót. Dù 107 thí sinh Hà Giang được nâng điểm vượt khỏi sự kiểm soát nhưng lúc đó với cương vị phó giám đốc sở, bà đã nhận trách nhiệm về mình. Việc đưa danh sách 13 thí sinh tôi thừa nhận sai, có lỗi. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới hướng dẫn tỉnh, ngành giáo dục và nhân dân tỉnh Hà Giang. Tôi sẵn sàng chịu kỷ luật trong ngành nhưng tôi khẳng định tôi không tội trạng, bà Chính bày tỏ.